đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Loạt sau việc dự tiệc đầy tháng của con trai thứ ba của Tuấn Hân. Vừa qua, vợ chồng ca sĩ Tuấn Hân tổ chức một bữa tiệc đầy tháng cho cậu quý tử thứ ba, với sự tham gia của nhiều người thân và bạn bè thân thiết. Vợ chồng nam ca sĩ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà hàng Hà Nội mừng đầy tháng cho con trai út với gia đình nội ngoại và bạn bè thân thiết. Vừa qua, Tuấn Hân cùng vợ tổ chức tiệc đầy tháng cho bé Sâm, tên thật là Nguyễn Trần Nam Anh. Buổi tiệc có sự tham gia của gia đình người thân và bạn bè thân thiết, đã chia sẻ các hình ảnh đến chung vui cùng gia đình nam ca sĩ nhân dịp buổi tiệc đầy tháng của bé Sâm. Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng ở Hà Nội. Dù bận rộn với nhiều công việc, nhưng anh và bà xã không quên ngày đặc biệt của cậu con trẻ út này. Trước ngày cưới của con gái, dù bận rộn, nhưng đại gia Minh Nhựa cũng đến chung vui với người anh thân thiết. Học trò của Tuấn Hân Hạnh Sino cũng đến chúc mừng và hát tặng gia đình. Vừa sinh con được một tháng, Hương Baby vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được vóc dáng, nhưng cô khiến nhiều người chú ý khi diện váy liền đen óng ánh cùng chồng đưa con đến nơi tổ chức tiệc tại một nhà hàng ở Hà Nội. Nam ca sĩ xúc động chia sẻ cảm giác làm bố lần 3 trong bữa tiệc đầy tháng quý tử thứ 3. Cảm giác làm bố là cảm giác rất lạ. Tuấn Hân đã trải qua rất nhiều cảm xúc thăng hoa trên sân khấu hay khi chiến thắng tại những trận bóng lớn, nhưng niềm vui làm bố lại hoàn toàn khác. Đó là cảm giác mà khó có thể miêu tả được bằng lời. Hình ảnh hiếm hoi của con trai Tuấn Hân được công chiếu trong buổi tiệc. Trong tiệc vừa qua, nam ca sĩ cũng đôi khi xúc động thú nhận ở tuổi 41, anh mong muốn sẽ dành thời gian cho các con, đó mới là điều quan trọng nhất trong 1/3 quãng đường còn lại của người đàn ông. Tôi đã mất 1/3 thời gian để lớn và trưởng thành, 1/3 để xây dựng và rong chơi với sự nghiệp, bây giờ còn 1/3 để lo cho gia đình, nam ca sĩ nói. Tuấn Hân đã hát tặng bạn bè và gia đình trong tiệc đầy tháng của con trai út. Nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng đến chung vui với gia đình vợ chồng giọng ca Tìm Lại Bầu Trời. Tổ ấm hạnh phúc của nam ca sĩ và bà xã xinh đẹp Hương Baby. Sau 5 năm về chung nhà, hôn nhân của vợ chồng Tuấn Hân nhận được sự ngưỡng mộ khi có cuộc sống sung túc cùng 3 thành viên nhí. Đến hiện tại, Tuấn Hân khiến khói người suýt xoa vì hình ảnh một ông bố của năm với những hành động chăm con khéo léo, người chồng luôn yêu thương và nâng niu vợ.